Những ngày gần đây, hình ảnh một người cha gần 40 tuổi vừa dán tờ rơi, vừa quỳ lạy người đi đường mong tìm được đứa con trai mất tích khiến không ít người xúc động. Câu chuyện xảy ra ở xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh nhanh chóng được mọi người chia sẻ trên mạng xã hội để giúp gia đình có cơ hội đoàn tụ. Tuy nhiên, trao đổi với chương trình Chào buổi tối ngày hôm nay 4 tháng 12, Thượng tá Lê Văn Hải là Phó trưởng Công an huyện Bình Chánh có cho biết là cháu bé không hề mất tích mà đang ở với mẹ ruột. Thượng tá Lê Văn Hải xác nhận cháu bé đang sống cùng mẹ ruột của mình là chị Nguyễn Thị Hường, 38 tuổi, tại Đồng Nai trong tình trạng bình thường. Được biết vì lý do riêng nên chị Hường đã mang con đi và lánh mặt chồng là anh Phạm Trọng Hiển, chính là người cha được ghi lại trong clip một thời gian. Hiện chị Hường đang làm thủ tục nhờ tòa án can thiệp cho chị được quyền được nuôi cả hai con nhỏ. Công an huyện Bình Chánh cũng cho biết thêm nhiều thông tin mà người cha này cung cấp không đúng sự thật. Ngay sau khi có kết quả xác minh, công an huyện đã có thông báo cho anh Hiển. Tuy nhiên không hiểu sao đến nay khi mọi người hỏi thông tin thì anh ấy vẫn cho rằng cháu bé bị mất tích và không biết cháu ở đâu. Trước đó anh Hiển cho biết con trai 2 tuổi mất tích cách đây 2 tháng vào khoảng 7 giờ tối ngày 12 tháng 10. Anh khẳng định là vợ chồng dù có những quan điểm khác nhau nhưng không có xảy ra cãi vã nặng nề. Tuy nhiên khoảng tháng 5 năm 2016 thì vợ anh bỏ nhà đi. Cũng trong chiều nay chương trình đã liên lạc vào số điện thoại mà anh Hiển cung cấp tìm con trai nhưng không thể liên lạc được.